Em ơi, em đi không? Anh bị điên à? Ờ, anh hỏi thật đấy. Mẹ thằng nào? Thế em đứng đây làm cái đầu bùi gì? Hả? Đi lên xe chở đi. Bạn tao, mẹ thằng nào cút đi. Được, lên xe chở đi nhen. Mày bị điên à? Thế thế đấy. Hết rồi bây giờ ấy. Đéo gì? Đây. Anh nói thật nhá, anh đi gái gú đối khai chúng nó không kiểu chảnh chó như em đâu. Thế mày cút ngay đi. Quên. Sao quên rồi. Anh đã quên cái ví, đi không có ví thì làm nào? Em có tiền. Thôi, hôm nay anh đưa em chơi, anh để em trả tiền. Thôi đi xuống. Thế em đi cùng anh về lấy. Thôi, anh không mang mũ. Em biết không, anh không mang mũ mà. Mình không mang mũ nhỉ. Xuống đi để anh về ủ cái lấy cái ra. Nhanh lên nhá. Ừ, nhanh. Anh em đứng đợi đây nhanh lên nhá. Ừ, nhanh đi. Nhanh lên đây không. Đấy anh về một lúc cái là ra mà. Đứng đây nhá. Đứng im đấy. Đó các bạn nha. Đấy mình đã lừa được em gái lui mình đứng ở kia rồi các bạn nha. Đấy các bạn chưa? Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ bảo mấy thằng em mình ra các bạn nha. Em ơi đi khách không ấy các bạn ạ. Đấy. Đấy chắc nó bực lắm. Đấy các bạn chưa? Đấy đứng cái chỗ vị trí gái ngay nha các bạn chưa? Ok. Bây giờ mình sẽ đi ra. Mình bảo mấy thằng em mình ra trêu. Nào, xong chưa? Nhanh lên. Đây, bây giờ cho thằng ấy ra trước đi. Cho thằng thấy kìa. Cho thằng Sơn đi. Cho mày ra trước. Không, cho anh Hậu ra trước đi. Ok, cho Hậu ra trước nhé. Ờ. Lên xe. Lên xe. Anh buồn cười nhỉ, lên xe cái gì? Ồ, anh thấy em vẫy tay mà. Không vẫy đâu, anh bị điên à? Ồ, thế à? Thế thôi. Ôi, nó chửi tôi em ạ. Nó chửi. Ok, giờ cho khác đi, thằng khác. Dạ, cho Tuấn ra đi. Đi nhá. Đi không em ơi? Anh là ai, đi cái gì? Đi. Đi đâu? Đi điên à? Báo tiền. Báo tiền thì tôi hết lên bây giờ nha, anh bị điên à? Ờ, thế đừng đây làm gì? Có đi không? Bao nhiêu tiền? Không. Đi. Anh bị điên à? Cút đi. Mồi. Không đi thôi. Chửi em chửi đi con mẹ cút đi. Ôi giời. Chờ cho tao ngay. Để đây em. Đây đây sơn đi. Cầm lấy này. Em ơi. Em. Đi không? Anh bị điên à? Ờ, anh hỏi thật đấy. Thế em đứng đây làm cái đầu bùi gì?